Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với khóa học quản trị các sở Oracle cơ bản. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài 17 là bài về bảo trì cơ sở dữ liệu. Trong bài 16 chúng ta đã học các cái phương pháp để chuyển đổi moving data, tức là chuyển đổi dữ liệu khi chúng ta có nhu cầu là xây dựng một cái cơ sở dữ liệu mới, hay chúng ta cần chuyển một ít dữ liệu, hay chúng ta cần import dữ liệu vào data warehouse hay bất kỳ công cụ nào, chúng ta có thể dùng SQL loader. Trong cái phần chuyển dữ liệu thì cái xuyên suốt đó chính là cái data pump. Đây là công cụ có thể nói rất tuyệt vời để chúng ta có thể là chuyển dữ liệu từ chỗ này sang chỗ khác với toàn bộ database, một table space, một bảng, một Python, hay là chỉ statistic hay chỉ index chuyển sang. Thì đấy là bài 16. Còn bài hôm nay là bài về bảo trì cơ sở dữ liệu. Thì đối với tất cả những cái hệ thống, từ phần cứng, phần mềm, hay là tất cả các hệ thống, từ cái xe máy chúng ta đi, hay từ chiếc đồng hồ chúng ta đeo, hay là bất kỳ một thành phần nào đó khác, muốn nó hoạt động một cách trơn tru trong một cái thời gian dài thì chúng ta luôn luôn phải bảo trì cái thiết bị đó. Thì đối với cơ sở dữ liệu Oracle cũng thế, muốn cơ sở dữ liệu chạy hoạt động được an toàn, được bảo mật với hiệu năng cao nhất thì chúng ta cũng phải bảo trì. Đặc trưng của Oracle ấy, đó là các sản phẩm đều free hết, đều miễn phí, chúng ta có thể download xuống xong cài. Nhưng cái vấn đề bảo trì, rồi vấn đề chúng ta quản trị như thế nào, đó là vấn đề khó. Mà đặc thù của Oracle ấy, có những hệ thống mà chạy 2 năm, 3 năm, 4 năm là nó sẽ phát sinh vấn đề, thì rất là chậm, đôi lúc là rất khó để có thể phát hiện được vấn đề, hoặc là nhiều lúc nó đến lúc nào đó nó khó quá, chúng ta sẽ không thể xử lý được ngoài cách import lại, hoặc có khi cài lại và sau đó chúng ta chuyển dữ liệu ngược trở lại thì nó sẽ là hoạt động bình thường. Do đó là chúng ta kịp thời phát hiện những cái vấn đề chính yếu, những vấn đề mà có tiềm ẩn rủi ro để chúng ta xử lý, thì khi đó là tôi của chúng ta sẽ hoạt động rất là ổn định. Trong bài hôm nay thì chúng ta sẽ học các cái nội dung liên quan đến, thứ nhất là cái việc quản lý cái AWS. Nó là một cái kho dữ liệu liên quan đến cái tải, cứ định kỳ làm 60 phút là database sẽ chụp một lần tất cả hiện trạng của database. Rồi khi chụp xong thì nó sẽ sinh ra các ADM, là các cái gọi là các cái chuẩn đoán tình trạng của cơ sở dữ liệu, từ đó là giúp cho các cái advisor của chúng ta hoạt động, rồi cho hiểu được cái toàn bộ về cái khung kiến trúc của cái advisor của chúng ta, gồm có tất cả các thành phần advisor, ví dụ segment advisor, rồi memory advisor, SQL tuning advisor, vân vân. Rồi chúng ta thiết lập các cái ngưỡng cảnh báo để đảm bảo cho database chúng ta hoạt động ở một cái ngưỡng an toàn, không để tình trạng quá tải xảy ra. Rồi các cái cảnh báo, các cái alert sinh ra từ server, rồi các cái công việc mà tự động Oracle làm để nâng cao hiệu năng hoạt động của cơ sở dữ liệu. Về bảo trì cơ sở dữ liệu thì nó chia làm hai loại, loại thứ nhất là loại chủ động, loại thứ hai là thụ động. Chủ động chính là proactive ấy. Đây là một khái niệm mà chúng ta khi học về cơ sở dữ liệu Oracle, chúng ta có khái niệm là chủ động. Rồi cái thụ động là cái mà ví dụ như là đang bình thường lỗi xảy ra thì chúng ta xử lý thì chúng ta có thể dựa vào cái ADR, tức là Automatic Diagnostic Repository, để chúng ta xử lý các cái lỗi này. Chủ động thì nó có gồm có cái phần tự động cho nó, rồi có một các công việc tự động, ví dụ như là tự động statistic, tự động segment advisor, rồi các cái công cụ tự động maintenance của Oracle. Các cái việc quản lý một cách chủ động rồi tự động này nó rất là hiệu quả cho các cái cho data warehouse của cơ sở dữ liệu. Hay là chúng ta có thể tự động là chọn các cái static quan trọng, hay là chủ động là truy cập vào các vùng bộ nhớ của Oracle để chúng ta truy xuất các cái thông tin cần thiết cho chúng ta. Để xem được cái lịch sử cảnh báo ấy, thì chúng ta vào cái phần, để tôi chọn bút, chúng ta vào cái phần Enterprise Manager Cloud Control 12C này, chúng ta vào phần Oracle Database này, chúng ta vào phần Monitor, vào phần Alert History để xem được các cái cảnh báo trong lịch sử nó diễn ra như nào. Thì đây người ta có phân nhóm thành các cái nhóm này, diễn ra từ 8 giờ 56 phút đến hiện tại, vào ngày 5 tháng tháng 10 năm 2012. Thì critical là màu đỏ này, có một số cái critical
một số cái warning là màu vàng thì không thể có, một số cái clear đã clear là màu xanh và màu xám là low data. Chúng ta tìm hiểu một số thuật ngữ mà liên quan đến cái phần bảo trì cơ sở dữ liệu của chúng ta. Thứ nhất là statistic. Statistic thì có thể nói là tất cả cái thông tin liên quan đến cơ sở dữ liệu, tất cả các thông tin về chi tiết về object, số bao nhiêu row, ngày ngày tạo là như thế nào, vân vân. Cái mục đích này để cho chúng ta là tối ưu, để chúng ta tối ưu và chúng ta cung cấp các thông tin để sau này chúng ta thực hiện tối ưu hóa của cơ sở dữ liệu cũng như tối ưu hóa các câu lệnh. Rồi cái metric, metric ở đây nó là cái tỷ lệ thay đổi nhé. Mọi người lưu ý là tỷ lệ thay đổi trong statistic tích lũy, tức là cái cumulative statistic ấy. Rồi cái ngưỡng, ngưỡng có nghĩa là ví dụ như là chúng ta đặt cái ngưỡng cho các cái phân vùng FLA, Flat Back Discovery Area ấy, là 90%, thì đến ngưỡng đấy thì nó sẽ là cảnh báo ra lốc, hoặc là chúng ta đặt một cái ngưỡng cho table space của chúng ta là 90% data chẳng, thế thì nó sẽ đưa ra cảnh báo, đấy là cái ngưỡng. Rồi cái AVKA thì nó là cái gọi là cái kho để lưu tất cả các cái thông tin phục vụ cho cái việc phân tích cũng như là khuyến cáo vân vân. Rồi AVKA baseline nó là một cái gọi là cái AVKA cơ bản có nghĩa là khi chúng ta chụp lại khi tải thấp, tải cao hay tải bình thường, để sau này khi gặp database gặp vấn đề gì đó trong khoảng thời gian đó chúng ta so sánh lại thì chúng ta sẽ xem là cái thời điểm tải thấp ý, thì nó bị hiện tượng này là hiện tượng gì, so sánh với cái baseline là cái để chúng ta tìm ra cái bất thường. Tổng quan về AVKA thì mặc định ý, thì nó sẽ 60 phút do nó dùng cái tiến trình background mmon để chụp ảnh một lần, chụp ảnh hiện trạng của cơ sở dữ liệu, ví dụ như là transaction bao nhiêu này, thông tin của cơ sở dữ liệu như là memory là câu lệnh top SQL, cell CPU, cell service time, cell get, tức là cái việc lấy dữ liệu theo IO vân vân. Thì tất cả những thông tin của cơ sở dữ liệu thì APK sẽ chụp một lần và lưu chọn định default là trong 8 ngày. Nó là một cái nền tảng cho tất cả các thành phần mà tự quản lý, gọi là cell tuning sau này. Ví dụ như là SQL tuning advisor này, SQL access advisor này, memory advisor này vân vân. Kiến trúc của AVKA ấy, thì chúng ta có là từ cái memory, từ tức là từ SGA nó sẽ thu thập tất cả các static trong bộ nhớ, và có cái tiến trình background process là mmon, nó sẽ chụp lại AVKA, và từ đây thì nó sẽ phục vụ cho cái tiến trình các thành phần tự tối ưu này, rồi phục vụ cho cái ADM đưa ra các cái đánh giá của database. Rồi nó cũng sinh ra các cái directory là DBA sao, rồi để phục vụ cho Enterprise Manager hay SQL Plus chẳng hạn đấy. Đây chúng ta có thể xem một cái AVKA cứ định kỳ một tiếng nó chụp một lần, ví dụ như là 6 giờ chụp ảnh 1, 7 giờ chụp ảnh 2, 8 giờ chụp ảnh 3 và 9 giờ chụp ảnh 4. Đó, chụp vài thì khi mà chụp xong thì nó sẽ sinh ra các cái ADM để xác định những cái vấn đề top activity để xác định xem database có vấn đề gì hay không. Và việc chụp này do cái tiến trình mà vẫn là tiến trình mmon nhé, giả sử như 9:30 chúng ta có vấn đề gì chẳng thế thì chúng ta sẽ so lại các cái thời điểm trước đấy 9 giờ 7 8 giờ 7 giờ nó có cái mầm mống của cái việc lỗi hay không đấy, rất là thuận tiện. Cái baseline thì nó là một cái khoảng thời gian để cho phép chúng ta là xác định rằng sau sau đó ấy, thì database có vấn đề gì, so sánh với khoảng baseline thì chúng ta biết ngay được là thời điểm hiện tại nó có vấn đề gì so với thời điểm cũ chẳng thế. Thì cú pháp là dùng cái DBMS Workload Repository Create Baseline từ cái ID nào đến ID nào, tên của nó là gì. Để truy cập vào trang AVKA thì chúng ta vào cái Enterprise Manager Cloud Control 12C, chúng ta vào phần Management và phần AVKA và phần AVKA Administration. Chúng ta sẽ có các cái thông tin liên quan đến AVKA gồm có default 8 ngày này, cái interval snapshot của nó 60 phút và kiểu của nó lựa chọn thông tin là typical, là tức là những cái thông tin cơ bản nhất để cho database này. Rồi cái thời gian chúng ta capture tiếp theo này. Đó, chúng ta có thể sửa lại các cái thông tin, ví dụ như thay vì 8 ngày chúng ta 80 ngày, thay vì 60 phút chúng ta cho 30 phút chẳng hạn thế.
Rồi chúng ta có thể là tạo ra các cái baseline đây, trong AP Campaign Report này. Đấy, hoặc là chúng ta sẽ so sánh nó với cái baseline trước để chúng ta xác định xem là cái thời điểm hiện tại có vấn đề gì không. Để quản lý cái AP Campaign ấy thì theo cái thời gian lưu trữ là 8 ngày này. Chúng ta xem là chúng ta có đủ dung lượng không, cần chúng ta tăng lên hoặc cần chúng ta giảm đi. Rồi cái khoảng thời gian thu thập là cho để 60 phút thì chúng ta xem là cái việc 60 phút đấy có nó có hiệu quả hay không, nó có phù hợp với chúng ta hay không, thì để chúng ta đưa ra các cái thời gian cho nó phù hợp hơn, ví dụ 30 phút hay là có thể là 90 phút hay 120 phút tùy cái như nhu cầu của chúng ta. Và chúng ta cũng có các cái mức thống kê là basic này. Basic như là nó cũng vô hiệu hóa rất nhiều cái thành phần của ADM đấy, không không hỗ trợ. Rồi theo Oracle khuyến cáo thì chúng ta sẽ dùng cái giá trị là typical, nó cũng khá đầy đủ thông tin rồi. Còn old thì nó nhiều khi nó thông tin nhiều quá, nó gây tốn dung lượng lưu trữ, rồi cũng không cần thiết. Cái ADM ấy nó là cái thành phần giúp cho chúng ta xác định những vấn đề của các vấn đề mà liên quan đến hiệu năng của Eastern, và đặc biệt là vấn đề liên quan đến hạn ngãn cổ chai là nó sẽ phát hiện ra ngay. Và tất cả những cái kết quả của ADM ấy, các finding của ADM ấy, thì nó sẽ lưu trữ trong AKPA, và sau khi mà AKPA chạy thì là thằng ADM nó chạy luôn và nó hiển thị lên cái Enterprise Manager để chúng ta sẽ đang truy xuất. Chúng ta có thể dùng cái Enterprise Manager còn Cloud Control ấy, chúng ta nhìn cái ADM để cho phát hiện ra chẳng hạn có vấn đề gì không. Ví dụ đây chúng ta có ADM này, ở đây chúng ta có là ADM không có vấn đề gì cả, nếu có vấn đề thì hiển thị lên luôn. Hoặc chúng ta có thể dùng cái Enterprise Manager Database Express này, đây chúng ta có một cái ADM task ở đây này, có thông tin này, với các thông tin chi tiết ở đây thì nó sẽ đưa ra các cái fin này, tìm ra cái gì này, và thứ hai là cái mức độ ảnh hưởng như nào này, và các cái recommend của nó. Advisor có thể nói là một những công cụ rất là tuyệt vời trong Oracle, nó giúp cho việc quản trị giảm thiểu cái thời gian đi. Tuy nhiên là cái việc sử dụng Advisor này đôi lúc nó gây ra cái sự phiền toái và cái khó khăn. Ví dụ như chúng ta dùng cái SQL Tooling Advisor chẳng hạn, thế chúng ta vứt một câu lệnh rất là dài vào, chúng ta có thể để cho câu lệnh một trang A4 chẳng hạn, thế thì khi vứt vào thì nó sẽ chạy rất là lâu, mà nhiều khi chạy mấy tiếng đồng hồ, chúng ta rất là chán và nản. Do đó là chúng ta thường cũng công cụ là cũng hay đấy, nhưng mà ít thực chất là ít dùng, quản trị ít dùng. Nhiều khi quản trị chỉ cần đưa vào và đưa plan là quản trị có thể nhìn được ngay cái câu lệnh đó nó có hiệu quả hay không chẳng hạn, thế còn đưa vào SQL Tooling Advisor nó chạy có khi mấy ngày, mấy tiếng hoặc là có khi ngày, nó mất rất là thời gian. Vẫn như với câu lệnh mà nhỏ nhỏ thì đưa vào cũng khá là hiệu quả. Rồi chúng ta cũng có công cụ là Access Advisor này, Memory Advisor. Memory Advisor thì có cái PGA Advisor này và SQL Advisor này. Trong SQL Advisor thì nó sẽ có tất cả các thành phần liên quan đến memory từ buffer case, sample, pool và heap pool đầy đủ hết. Rồi cái liên quan đến cái dung lượng thì chúng ta có Segment Advisor và Undo Advisor, và liên quan đến cái backup thì chúng ta có MRR Advisor. Thì đây là một cái kiến trúc mà Advisor là từ cái ADM nó sử dụng. Chúng ta có thể có kiểm tra cái Advisor Center trong Enterprise Manager Cloud Control. Chúng ta vào phần Advisor Center này, chúng ta vào Advisor này, nó có đầy đủ tất cả thành phần Advisor của ADM này, rồi MMA Advisor này, Segment Advisor, Stream Performance, SQL Advisor, Memory Advisor, Automatic Undo Management này, vân vân, đầy đủ hết. Và các thành phần checker ở đây. Và chúng ta có thể sử dụng các cái gói để gọi các cái advisor, ví dụ như là chúng ta gọi một cái advisor là SQL Tooling Advisor đi, thì nó có một cái gói là DBMS SQL Tool, và tương tự như thế tất cả advisor kia nó cũng có các cái gói tương ứng để chúng ta gọi gọi vào để chúng ta truy xuất một cái rất là thuận tiện. Chúng ta có các cái nhiệm vụ gọi là cái các cái nhiệm vụ bảo trì tự động. Thì cái quy trình của cái việc bảo trì tự động như này sẽ là như này. Đầu tiên nó mở cái maintenance window này. Sau đó là nó các cái tiến trình background ấy thì nó được lên lịch để chạy các cái lịch trình của chúng ta, hoặc là các cái job, và scheduler sẽ khởi tạo các job đó. Tiếp theo nữa là resource manager sẽ giới hạn các cái tài nguyên để cho nó hạn chế tài nguyên không sử dụng quá để ảnh hưởng các cái thành phần khác. Các cái công việc bảo trì tự động gồm có gather statistics này, rồi có segment advisor này, đó có SQL Advisor này, ba thành phần tự động. Đây chúng ta vào Cloud Control thì chúng ta vẫn cũng hiển thị được tất cả những cái
Optimizer Statistic Scheduling này, Segment Analyzer này, Automatic SQL Tuning này. Chúng ta có thể cấu hình các thành phần cho nó bảo trì tự động. Ví dụ như ở đây chúng ta có 3 thành phần này, một Statistic này, Segment Advisor, SQL Tuning này. Chúng ta thể cấu hình cho nó enable hay disable hoặc là chạy vào những cái ngày nào. Chúng ta hoàn toàn có thể tùy biến theo cái mục đích của chúng ta. Về cảnh báo do máy chủ tại ra thì ví dụ như Oracle Instant nó đạt đến một cái ngưỡng ngưỡng ở đó thì nó sẽ thứ nhất là đẩy ra AVFA này để AVFA lưu trữ thông tin, và thứ hai là nó đẩy về các cái analog của database này và đẩy vào Enterprise Manager để nó hiển thị thông tin lên cho chúng ta. Chúng ta có thể đặt các cái ngưỡng đo đo lường để nó đưa ra các cảnh báo. Ví dụ ở đây chúng ta đặt cái Generic Alert Log là cảnh báo theo cái cú pháp PMS với ORA 0 này, 600 thì nó sẽ warning, hoặc là các cái cảnh báo ORA mà gạch dưới thì nó sẽ là critical. Khi mà có cảnh báo chúng ta sẽ xử lý như nào? Thì chúng ta có thể thu thập thêm các cái thông tin, ví dụ chúng ta dùng chạy ADM, AVFA vân vân hay các advisor khác. Rồi để có thông tin đó chúng ta sẽ xác định được cái nguyên nhân lỗi của chúng ta là nghiêm trọng như nào, rồi chúng ta thực hiện các biện pháp khắc phục, rồi chúng ta xóa các cái cảnh báo đi. Các cái kiểu cảnh báo gồm có thứ nhất là cảnh báo ở dạng warning này, ví dụ như chúng ta đặt 85% về ổ cứng là warning, nguy hiểm là 97% là critical chẳng thế. Thì tất cả những cảnh báo đó nó sẽ hiển thị ở trong cái view là DBA Outstanding Alert hoặc là DBA Alert History. Có một số cái cảnh báo cái sự kiện còn những dẫn cơ bản ấy, thì nó sẽ không cảnh báo ra ra cái DBA Outstanding Alert, ví dụ như là snapshot 2.0 này, hay là cái session nó bị treo do thiếu dung lượng nhà thế, hoặc là cái vùng recovery dung lượng còn ít nhóm 10% thì nó sẽ không để ra cái DBA Outstanding Alert. Chúng ta tìm hiểu câu hỏi là cảnh báo không trạng thái chẳng hạn như là Starbucks 2.0 như thế, thì có thể tìm thấy trong view DBA Outstanding Alert sai nha, nó không tìm thấy, đây là cảnh báo cơ bản, nó không tìm thấy trong DBA Outstanding Alert rồi. Như vậy trong bài học hôm nay thì chúng ta đã học được những cái kiến thức mà liên quan đến AVFA, nó là một cái gọi là cái kho lưu trữ tất cả dữ liệu tải tự động được định kỳ 60 phút, nó chạy một lần rồi đến hình MMAN rồi lưu trữ trong vòng 8 ngày, thì chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh được các cái thành phần đó bằng các cái câu lệnh dùng gói hay là dùng Enterprise Manager, Cloud Control hay là dùng Express, rồi thành phần ADM là giúp chúng ta là chuẩn đoán được cái cơ sở dữ liệu một cách tự động. Sau khi mà AVFA nó chạy thì ADM nó sẽ chạy, chúng ta hiểu tất cả các thành phần advisor mà ADM nó sử dụng, ví dụ như là về memory có PGA advisor, SQL advisor, rồi về các cái về cái space hạn thế thì chúng ta có undo advisor hay là segment advisor vân vân, và chúng ta thiết lập các cái ngưỡng cảnh báo để chúng ta xác định được cái ngưỡng cảnh báo nào là cần thiết, cảnh báo nào critical, cảnh báo nào là warning chẳng thế. Rồi chúng ta cũng sử dụng các cái cảnh báo từ server tạo ra, rồi cấu hình các cái công việc mà tự động của Oracle với ba công việc, ví dụ như là static advisor, rồi segment advisor đó, và những cái công cụ mà tự động Oracle thực hiện để đảm bảo là database chúng ta hoạt động một cách trơn tru và hiệu quả. Bài thực hành hôm nay chúng ta sẽ thiết lập một cái problem vấn đề để chúng ta analyze phân tích, sau đó chúng ta rà soát lại hiệu năng của cơ sở dữ liệu và thực hiện thực thi một cái giải pháp để giải quyết vấn đề đó.